Nhân dịp năm mới Tết Kỷ Hợi 2019, Chí Thuận xin được thay mặt cho ban biên tập của chương trình Chuyện Cảnh Giác xin chúc cho người người nhà nhà có một năm mới đa tài, đa lộc, đa phú quý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Hy vọng quý vị sẽ luôn yêu mến và đồng hành cùng với chương trình Chuyện Cảnh Giác. Thưa quý vị, mặc dù các phương tiện thông tin, báo đài và các cơ quan chức năng không ít lần lên tiếng cảnh báo về các chiêu trò biến hóa khôn lường của kẻ gian nhằm trục lợi bất chính, nhưng dường như bọn chúng vẫn luôn có đứt sóng khi mà người dân vẫn còn thiếu cảnh giác. Và tình huống phát sóng đầu tiên của ngày hôm nay, Trí Thuận xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tên lừa đảo đã khoác lên mình phong thái của thương gia với các phi vụ làm ăn lên tới hàng tỷ đồng. Qua đó, lợi dụng sự cả tin của các nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Cùng theo dõi với Trí Thuận để vạch trần chiêu trò này quý vị nhé. Tôi mở tiệm tạp hóa được 10 năm rồi. Cứ mỗi lần Tết đến là tôi nhập rất là nhiều hàng hóa, trong đó có cả bánh kẹo và bia nước ngọt các loại nữa. Thông qua một người vài người, trong đó có em họ của tôi, thì tôi biết được có một người phụ nữ là chủ một đại lý bia và nước giải khát rất là lớn. Hôm đó chủ động chị ta gọi cho tôi, thương lượng bảo là muốn làm ăn và sẽ tới trực tiếp tiệm của tôi để bàn về vấn đề đó. Em ơi, cho chị hỏi có Trọng chủ tiệm tạp hóa đi không vậy em? Hai Trọng là em là chị. Ủa gì hả? Chị là Quanh đè, chị là người quen của ông Thành đó. À, hôm qua chị có điện thoại cho em á. À, Thành nói là em của em á chị. À, mời chị ngồi. Ơi. Mời chị uống nước. À, được rồi em. Thôi, bây giờ mình vô vấn đề nha chị. Nè. Ở đây là danh thiếp của chị. Chị là chủ đại lý cấp 1, chuyên kinh doanh về bia và các loại nước giải khát. À, đây. Đây nè, đây là cái bảng giá mà các mặt hàng của chị á, rồi em tham khảo đi. Rồi có gì chị chuyển mail qua cho em nha. Em coi trước đi. Ý như vậy là bia chị giao cho em một thùng là 260 hả? Đúng rồi. Như vậy là giá tốt hơn cái chỗ em đang lấy hiện tại á. Hiện tại của em bây giờ lấy một thùng 290 mà chị giao qua, vậy là em có lời được 30.000 rồi đó. Thì đúng rồi, mấy cái đại lý mà cấp 2, cấp 3 đó là lợi lấy giá sỉ của chị đó. Rồi dạ. là bỏ qua các hàng tạp hóa của tụi em. Thì thành thử giá nó phải cao rồi. Dạ. Nhưng mà chị cho em hỏi cái chất lượng hàng của chị giao qua có ok không đó. Sợ mấy cái hàng cũ chị bán được, chị bán giá tốt cũng vậy à. Trời ơi, em yên tâm đi, chị làm ăn uy tín. Chứ nếu không Thành đâu có giới thiệu chị cho em đâu. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà rồi bây giờ cái phần thanh toán á, là chị có cho em gói đầu cử nào trước không hay là sao? Không à nha, bên chị là không có gói đầu. Mà nhưng mà có thể là em chuyển khoản cho chị là 30% hoặc là 50%. Rồi bên chị đi giao hàng cho em. À, tới em kiểm kê cho đủ số xong rồi là em cứ giao hết tiền cho chị. Thì em cứ suy nghĩ đi, rồi bàn bạc với gia đình. Tại vì em biết sao không? Bước đầu mới mà làm ăn á, thì chị muốn đâu ra đó rõ ràng mọi thứ. Với mức giá đưa ra thấp, thanh toán thì linh động. Khác với những mối quen mà anh Trọng đã từng đặt hàng trước đó, là yêu cầu chuyển tiền hàng xong rồi mới giao hàng. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên được hợp tác với đại lý cấp 1, nên anh Trọng không muốn bỏ qua cơ hội tốt như thế này và đồng ý hợp tác với bà Oanh. Dạ, nghe thấy cũng hay á, hợp lý lắm. Thôi bây giờ chị cho em suy nghĩ đi. Rồi có gì em liên hệ cái số điện thoại anh Cạc Visit này là em đặt hàng cho chị được mà, phải không? À, rồi em có suy nghĩ ha. Chị ok nha. Dạ, có rồi, gì rồi. Điện thoại cho chị ha. Dạ, vậy em cảm ơn chị. Vậy thôi chị đi về ha. Dạ, vậy chị về. Dạ, chào chị.
Thì khi mà sau khi đã thương lượng xong chị ta về rồi, tôi mới gọi điện thoại cho em họ của tôi để xác minh một lần nữa là người này có uy tín và có làm ăn được hay không. Thì em tôi nói là nghe nói chị này cũng có uy tín và được rất là nhiều người biết đến và làm ăn. Nghe như vậy thì tôi cũng yên tâm hơn và quyết định đặt thử một ít hàng xem như thế nào. Tôi gọi điện thoại lại cho chị ta thì đặt 10 thùng bia. Chị ta hẹn là 2 ngày sau là sẽ giao cho tôi. Sau khi đến bàn chuyện làm ăn và anh Trọng cũng đã đồng ý đặt đơn hàng đầu tiên, Bảo Anh liền liên hệ và tìm đến bà Kim, chủ đại lý cấp 1, chuyên cung cấp bia và nước giải khát để bàn chuyện mua bán lâu dài. Cũng vẫn sử dụng xe ô tô sang đi tới gặp bà Kim và Bảo Anh đã nói năng khá mạch lạc và rất rõ ràng, rất ra dáng một nữ doanh nhân làm ăn lớn. Nè Tùng, em giao đi rồi lấy gom tiền về cho cô nha. Cẩn thận. À, chào chị. Chị, em là Oanh nè. Hôm qua em có gọi điện thoại cho chị đó. Bữa nay em tới để đặt hàng. Mà em mua chủ yếu là bia với lại các loại nước giải khát á chị. Mà em lấy là em lấy cái số lượng lớn á, để em bỏ xỉ các hàng tạp hóa đó. Vậy thì giá chị tính em sao? Thì cũng như các chủ tiệm khác thôi. Đây nè, bảng giá có niêm yết giá cả đây nè. Đó, tham khảo đi. Bia mà theo em tính mua đó là 280 một thùng. Vậy là cái giá nó rẻ hơn cái chỗ mà mấy chỗ mà em lấy á, có 10.000. Ở đây là đã chốt theo giá niêm yết rồi, chị đâu có làm khác được. Nếu mà em mua trên 50 thùng á thì chị có chiết khấu cho em, thì em lời trên cái chiết khấu đó. Còn nếu mà em mua dưới 50 thùng mà bắt buộc chị thấy bán theo giá niêm yết là 280. Còn ngoài cái chiết khấu đó thì chị có thể xem xét coi có quà thích hợp cho em. Mà chị, nếu vậy mình thanh toán sao? Chị có gói đầu cho em cái hàng đầu không? Khi chị giao hàng cho em thì em thanh toán tiền cho chị. Chứ chị ở đây chị không có gói đầu. Với lại gần Tết rồi, hàng quá cũng nhiều lô bu lắm, thành ra chị không có dám cho gói đầu, mạo hiểm lắm. Thì ra em cứ giao, chị giao hàng cho em thì em cứ giao tiền cho chị. Thì em biết rồi. Bây giờ ví dụ như chị giao hàng cho em á, thì em có tiền mặt á thì em đưa cho chị đầy đủ. Nhưng mà bây giờ lỡ cái số lượng mà nó nhiều quá, rồi bây giờ em không có tiền mặt mà em chuyển khoản cho chị hết cái số tiền đó, rủi thời chị giao hàng chậm cho em, hay là mà chị biết rồi đó, làm ăn á thì nắm đằng cán với ai nắm đằng lưỡi, đúng không? Ôi em yên tâm đi. Ở đây nè, em thấy không, cơ sở cơ ngơ chị quá trời quá đất, quyến kho hàng chị không, em thấy. Mà chị làm ăn là lấy chữ tín đặt hàng đầu. Thành ra em cứ yên tâm đi, chị đâu phải là bán dạo bán chạy đâu mà em sợ. Thôi em tính vậy nè, thì thôi giờ buổi đầu mình làm quen làm ăn đi ha. Cái em đặt chị 10 thùng, xong rồi chị giao hàng cho em á, thì em sẽ đưa tiền mặt đủ cho chị luôn. Rồi có gì về nhà đó rồi em tham khảo đi, rồi cái em alo chị. Rồi, nhắn số điện thoại qua cho chị, số địa chỉ ha, đây nè. Đó, điện thoại của chị trong cái bảng báo giá này nè. Đó, về tham khảo đi rồi nhắn qua chị ha. Có gì gọi cho chị rồi chị giao cho. Rồi, vậy thôi được ha chị nha. Vậy thôi xin phép chị em về nha. Quý vị có thấy điểm bất thường ở đây không ạ? Mua hàng ở chỗ bà Kim với giá là 280.000 một thùng, nhưng chỉ báo giá bán lại cho anh Trọng với mức giá là 260.000. Tại sao bà Oanh lại chấp nhận chịu lỗ phần tiền chênh lệch 20.000 đồng mỗi thùng như vậy? Thực ra, với chiêu trò thả con tép bắt con tôm này, bà Oanh dần lấy được lòng tin của cả anh Trọng
và sự uy tín khi trả tiền sòng phẳng cho bà Kim. Kế hoạch tiếp theo của bà ta sẽ là gì đây để giăng bẫy lừa chiếm đoạt tài sản của cả hai nạn nhân? Cùng theo dõi tiếp diễn biến của tình huống này quý vị nhé. Vậy như lời chị ta nói thì hai ngày sau đã giao tôi bia. Và chúng tôi có làm ăn qua lại với nhau thêm vài lần nữa thì chị ta rất là đúng giờ, hàng hóa rồi này kia cũng rất là ok, rất là chất lượng. Vậy là nhận đủ ha em, 10 thùng ha. Rồi bây giờ nè em ký vô đây cho chị đi. Rồi. Nè, vậy là xong ha, chị về nha. Có gì đặt hàng nữa alo chị ha. Dạ, dạ. Rồi chị đi về nha. Rồi ngày hôm đó có một người thanh niên ăn mặc lịch sự dừng xe máy trước cửa tiệm của tôi, nói là làm cho một công ty bất động sản rất là lớn, có ý định là muốn đặt của chúng tôi một số lượng lớn về bia. Chào anh. Tôi tên Toàn, tôi bên công ty bất động sản. Hiện nay tôi đang muốn mua một số lượng bia với quà để về tặng cho khách hàng và nhân viên của công ty. Dạ. Hiện nay cho tôi có thể coi mấy phần quà bên đây được không ta? Dạ, dạ được, anh mời anh qua coi. Mấy phần quà bên đây thì mình giá tầm khoảng nhiêu? Dạ như cái này là 600 một phần. À, ok. Với lại hiện nay tôi muốn mua số lượng bia số lượng lớn thì hiện nay bên mình có cung cấp được không? Dạ được, nếu mà như vậy là anh mua khoảng bao nhiêu thùng? Về bia thì tôi mua khoảng 200 thùng và 20 phần quà. Mà phần quà tôi muốn giá trị hơn, đó là anh có thể gói cho tôi phần quà 1 triệu được không? Rồi rồi được, thôi mời anh qua đây ngồi mình nói chuyện. Ok. Mời anh uống nước. Thì nếu mà bây giờ á, bia là anh lấy là bao nhiêu thùng? Thì bia thì anh sẽ lấy số lượng là 200 thùng và 20 phần quà. Dạ rồi. Nếu mà bây giờ bia thì em sẽ tính cho anh là 300 ngàn một thùng. Còn quà thì 20 phần mà anh yêu cầu là 1 triệu. Thì tổng cộng như vậy là 80 triệu. Thì bên em cũng chiết khấu cho anh luôn là giảm cho anh 1 triệu là còn 79 triệu. Đó là giá cuối cùng của em đưa. Thì hiện nay anh cũng hỏi một số chỗ rồi. Thì giá bia của em hiện nay là rẻ hơn mọi chỗ khác mà anh đã hỏi. Yeah. Nếu được bớt thêm 1 triệu nữa thì tất nhiên anh sẽ chọn đặt hàng ở bên em. Dạ cảm ơn anh. Nếu mà được thì chiều nay anh đặt hàng được luôn không ta? Cái này để em hỏi lại bên cái chỗ giao hàng của bên em nha. Anh chờ em chút nha, anh uống nước. Alo, chị Oanh hả? Chị nghe nè Trọng ơi. Dạ chị ơi, bây giờ bên em có khách đặt hàng á mà đặt bia nhiều lắm. Bây giờ là đặt cỡ khoảng là 200 thùng á. Chiều nay bên em chị giao luôn cho bên em được không chị? À em cần chiều nay thì chị sẽ giao chiều nay cho em luôn. Dạ dạ. Mà em đặt số lượng nhiều như vậy á chị thì em phải chuyển khoản cho chị 100% tiền hàng luôn chứ chị không nhận cọc đâu nha. Trời ơi, em với chị làm ăn với nhau hoài mà đâu phải mới lần 1 lần 2 đâu. Thì bây giờ em chuyển cho chị trước là 50% số tiền hàng nha. Rồi chiều nay chị giao qua rồi em thanh toán cho chị hết luôn, có gì đâu. Trời ơi, chị biết là em làm ăn với uy tín, chị có nói chị đâu. Nhưng mà bây giờ cận Tết rồi, bên phía xưởng họ không có chịu nhận cọc nữa. Mà họ bắt chị phải thanh toán hết thì mới xuất hàng cho chị. Giờ thì chị ứng tiền cho em trước, rồi lỡ tới đó em không nhận hàng rồi chị ôm hàng hả? Trời ơi, không được đâu. Trời, chị nói bây giờ em đặt hàng thì em phải lấy chứ, cái gì đâu mà chị ôm hàng. Em cũng hiểu cho chị đi, giờ em phải trả tiền hết thì chị mới giao hàng cho em được. Em quyết định đi ha, có gì alo lại cho chị sớm nha, chị báo xưởng xuất hàng liền mới kịp chiều chị giao cho. Thôi chị cúp máy á.
thì cũng thú thật với anh thì hiện nay là đợt này là em đi gom hàng đợt cuối cho công ty rồi. Tại giờ cũng cần gấp để làm quà tặng cho khách á. Thì với giá của anh á rất là rẻ và hợp lý so với công ty của em. Cho nên á, nếu mà được hợp tác với anh lần này á thì năm sau á, em cũng chả đi mấy cái đại lý khác để làm gì. Bên kia giá cao mỗi lần đi thì em rất là mệt. Năm sau có khi em điện cho anh luôn là số hàng rất là lớn, có lên cái cả ngàn thùng nữa. Dạ, thì anh coi có sắp xếp được thì chiều nay giao hàng cho em luôn. Ban đầu khi mà nghe chị ta nói vậy thì tôi thấy cũng bỡ ngỡ và cũng có phần đắn đo. Nhưng mà khi nghĩ về cái số tiền quá lớn tới 79 triệu mà nếu không làm ăn với anh này á thì sẽ mất đi một cái vấn đề, một cái số tiền lớn mà dần dịp gần Tết. Là vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ hai là anh ta cũng đặt thêm 20 phần quà bánh kẹo nữa. Mà thú thật là những cái phần quà thì mọi người cũng biết là ở trong nó có những cái món hàng nhỏ lẻ rất là khó bán. Bán được những cái phần đó thì tôi cũng rất là mừng. Và thứ ba là tôi muốn bán cho anh ta vì anh ta nói là nếu như làm ăn được lâu dài thì những năm sau công ty anh ta sẽ tiếp tục đặt hàng ở nơi tôi. Và tôi chấp nhận làm ăn với anh ta. Nếu đặt hàng được thì có gì á, em chỉ là nhân viên đi hỏi thôi, chiều nay kế toán của em sẽ qua trực tiếp làm việc với anh. Có gì sẽ thanh toán hết toàn bộ số tiền mà bên em đã đặt hàng. Còn bây giờ thì trong người em không còn nhiều, chỉ còn 2 triệu. Em sẽ gửi cọc cho anh 2 triệu để làm tin. Rồi chiều nay kế toán em sẽ qua làm việc với anh. Nè. Đó. Dạ. Dạ rồi. Vậy thì anh có cần em bên viết biên nhận cho anh đã nhận tiền cọc của anh không? Thôi khỏi. Thì đằng nào chiều kế toán anh cũng tới đây làm việc với em à. Dạ. Có gì thì trừ lại tiền cọc là được. Có gì em làm việc với kế toán luôn ha. Dạ dạ. Dạ. Như vậy thì anh cho em xin cái số điện thoại với cái tên liên lạc luôn để có gì em có hàng là em gọi anh qua lấy liền luôn. Em lưu với anh số này 0968. Qua rồi đó em. Dạ dạ. Anh tên gì luôn anh? Anh tên Toàn. Dạ Toàn. Rồi. Vì thì có gì á chiều kế toán qua làm việc với em nha. Dạ dạ. Bây giờ anh sẽ phép em đi về trước. Dạ dạ anh về. Chứ sau khi mà nhận 2 triệu tiền cọc của cái anh chàng này làm công ty bất động sản thì tôi chuyển thẳng qua tài khoản của chị Oanh. Vậy là cuối cùng anh Trọng đã dính quả đắng mà nữ doanh nhân dởm này đã giăng ra. Để có hàng bán, anh đã không ngần ngại chuyển tiền hàng cho bà ta trước. Chị nghe nè Trọng ơi. Rồi rồi rồi, chị nhận được rồi. Bây giờ này để chị cho người giao hàng liền cho em nha. Giao liền. Giao dịch chuyển tiền đã thành công. Cũng là lúc mà bà Oanh cao chạy xa bay cùng với tên đồng bọn vờ là nhân viên công ty bất động sản tới đặt hàng. Tới chiều cùng ngày tôi chờ hoài cũng không thấy cô kế toán nào bên công ty bất động sản qua thanh toán tiền cho tôi, mà cũng không có gọi điện thoại được cho cái người mua hàng luôn. Rồi tôi cũng chưa có thấy cái chị giao hàng tới giao bia cho tôi như là chị đã nói nữa. Vừa tính gọi điện thoại cho chị thì có cái bà nào lạ quắc là tới công cửa tiệm của tôi. Em ơi, cho chị hỏi thăm Oanh có đây không? Đây không ai tên Oanh hết chị ơi. Cái gì kỳ vậy? Oanh đặt hàng chị mà, nó giao tới địa chỉ này. Đúng rồi mà, cái địa chỉ này mà. Xe chị đang chở 200 thùng bia đang tới đường tới đây đó. Trời ơi, địa chỉ này mà, để chị gọi nó coi. Trời sao kỳ vậy? Cái gì kỳ vậy? Không bắt máy nữa. Khóa máy luôn rồi. Ê, cái số này là chị của chị Oanh Hóc Môn, bên em hay đặt hàng nè. Ủa, em biết Oanh Hóc Môn đúng không? Cái chị này bên em hay lấy bia của bên chỗ chị nè, chị đó nè. Hai người tiếp tục trao đổi về bà Oanh và tới lúc này sự thật đã dần được phơi bày.
Trời ơi, mỗi lần nó đặt hàng chị á là chị lấy hết 100% thì chị mới ship hàng tới tận nhà nó. Kỳ này cái đơn hàng lớn quá đi mà lại đổi địa chỉ nữa, chị không yên tâm, chị phải đích thân tới đây để giao. Nó cọc chị có 30%, nó nói là tới đây đi rồi á hả, nó trả hết cho chị á. Trời ơi, chị chủ quan quá trời, vậy là sao trời? Ủa trời, tôi mới chuyển hết 52 triệu tiền bia cho bả luôn rồi mà. Bây giờ trong cái chuyện này chị đâu có mất cái gì đâu, bây giờ tôi mất hết tiền luôn rồi nè. Mất xong mất em. Nó nợ chị hai đợt hàng rồi. Mỗi lần chị giao nó trả chị có chút xíu à. Nó nói là đợt hàng Tết này nè, em tới đi nó thanh toán luôn một lượt. Rồi chị làm ăn với nó mấy lần rồi, thấy nó uy tín lắm. Ai đâu ngờ đâu mà. Em mất hết tiền luôn rồi đây nè. Mà bây giờ á, chị biết cái địa chỉ nhà bà đó đâu không? Em với chị đi qua nhà bà đó kiếm bà đó luôn. Ờ thế, chỗ chị giao bia hôm nay nè. Được rồi, đi đi đi, mình đi qua bển đi. Tôi với lại cái chị Kim này mới chạy qua nhà của chỗ chị Oanh này, thì mới biết là nhà đó nhà chị thuê rồi. Rồi hai chị em lên công an trình báo thì mới biết là cái chị Oanh này đã dùng cái chiêu này là lừa rất là nhiều những cái tiệm tạp hóa cỡ lớn và cỡ nhỏ, giống như chúng tôi. Quả thật, chiêu trò của nữ doanh nhân dởm này rất là tinh vi và gian manh đúng không ạ? Một cú lừa mà tới tận hai nạn nhân. Bà ta lấy bia của đại lý này rồi giao lại cho đại lý kia với giá rẻ bất ngờ. Nhưng một bên bà ta lại không trả tiền đầy đủ, một bên thì lấy tiền trước mà không bao giờ giao đủ hàng. Và với sự xuất hiện của tên đồng bọn giả dạng nhân viên công ty đến mua hàng số lượng lớn, đúng lúc đúng người, chính là màn kịch cuối cùng để bọn chúng hốt trọn số tiền lớn rồi cao chạy xa bay. Qua đây cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta và những người đang kinh doanh mua bán tiệm tạp hóa như hai nạn nhân trên nói riêng. Đồng thời điểm cận Tết, hàng hóa nhập về và xuất đi nhiều hơn so với ngày thường, nên chúng ta hãy luôn cẩn trọng giao hàng rồi hãy thanh toán tiền và ngược lại. Đừng vì chút niềm tin và sự uy tín ảo khiến tiền mất tật mang quý vị nha.